Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Vinner V3, V4 này, Exciter 155 này. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến, hỗ trợ giới thiệu ông Luyến ạ. Hello cả nhà nha. Mọi người có biết em đứng đang ngồi cho em xe nào không? Một mẫu xe mình thấy đang rất thích hợp để cho anh chị em mình mua xe đi làm đi chơi luôn, chính là dòng Honda Winner ha. Thì hôm nay sẽ quay cho mọi người luôn về tất cả các màu sắc 3D cho mọi người tham khảo này. Ngoài ra đang hỗ trợ chương trình giảm sốc trong tháng 9 tháng 10 này, thì anh chị em mình mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng, áp dụng duy nhất khách hàng khi có đặt lịch trước cho Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 nha. Luyến có ghi số điện thoại và Zalo ở dưới màn hình, cả nhà mình kết bạn đặt lịch qua để nhận những ưu đãi trên nha. Thì lướt về màu cho mọi người quan sát cũng như là tham khảo trước nha. Đây có màu xám này. Màu xám này, màu HRC này. Rồi bên này có màu xanh VK này, bên này xanh lá coi này. Tím tím titan. Đó, mấy cái màu này cũng Vinner V4 hết á anh em. V3 cũng có, hoặc là màu trắng cam á. Hiện tại mức giá của dòng Vinner này nhiêu không? Thì tại em đang hỗ trợ chỉ từ 35 triệu 900 đến 39 triệu 900 tùy phiên bản V3, V4 cả nhà lựa chọn ha. Hỗ trợ mua xe không cần trả trước nha. Trả trước không đồng cả nhà, không cần cầm đồng nào hết, chỉ cần cầm duy nhất căn cước công dân thôi. Lên alo cho Luyến duyệt bảo đảm hồ sơ luôn. Anh chị em ví dụ mình tính hôm nay mua cũng được này, mình chỉ cần gọi điện một cuộc điện thoại thôi là Luyến ơi bây giờ anh chị lên, chỉ cần nói vậy thôi là Luyến sẽ hỗ trợ là 2 triệu đồng xe đi lại nha. Hoặc là muốn đặt lịch trước cũng được nhé. Ok. Lên trên này thì có ad này mọi người, ad thì khá nhiều, mình sẽ quay đại diện một vài mẫu cho mọi người thôi. Xám bánh đỏ này, con này là tem sơn nha, rất là đẹp luôn. Hoặc là trắng ngọc trai này, màu vàng đen này, màu xám này. Nói chung màu ad thì nhiều lắm, số lượng cực nhiều luôn. Bản thường, bản ABS có đủ á. Tại mức giá của nó nhiêu không? Mức giá hiện tại BM đang hỗ trợ chỉ có 42.900 đến 44.900, hỗ trợ mua xe trả trước 2 triệu và sở hữu xe nhé. Đối với các dòng xe đang có hỗ trợ là ship toàn quốc, hoặc là khách hàng mình khi mình ở xa mình cái cửa hàng á, thì anh chị em mình tới ngay cổng khu du lịch Đại Nam á. Đại Nam ấy cả nhà, alo có hotline dưới màn hình nếu có hỗ trợ đón nha. Và đặc biệt còn có hỗ trợ ship xe về tận nhà cho mọi người nữa, nên là cứ yên tâm ha, hỗ trợ gọi như là hết mình luôn. Nên anh chị em có quan tâm thì cứ nhắn tin riêng qua Zalo để tư vấn miễn phí cũng như tư vấn nhiệt tình cho cả nhà nhé. Ok, thì đó là giá xe. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.